Chào cả nhà. Hôm nay thì tôi với lại SD tiếp tục phân tích cho mọi người tổng quan về tình hình thị trường Bitcoin lúc này. Thì lâu rồi tôi cũng chia sẻ về quỹ GFX cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể đầu tư gì về cái mùa Covid này. Thì vẫn như là mọi khi chúng ta xem xét cái kênh đầu tư của online lúc này là cái mà chúng ta đang nghiên cứu. Vậy thì hôm nay tôi có thể tổng quát cho mọi người các cái thông tin về Litecoin, Bitcoin hay là ETH để cho chúng ta có thể chia sẻ và có những cái thông tin. Trước mắt ấy, thì tôi có đưa ra rất nhiều cái thông tin, đúng không ạ? Ví dụ ngày hôm nay cái tỷ lệ bản thống kê các vụ hacker trên tất cả các sàn từ năm 2011 đến nay, hiện tại có thể thấy các sàn lớn tới sàn bé đều có thể bị hack, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta nên chia các tài khoản ở nhiều sàn. Tuy nhiên ấy, hôm nay tôi với SD sẽ đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể trade ở trên MT4 Manager, hoặc là chúng ta kiểm soát các vấn đề về trade trong tuần của đòn bẩy với việc bán và mua trên MT4. Cũng có những cái tỷ lệ mua bán Bitcoin hay Ethereum là một trong những cái để chúng ta đánh lên hay đánh xuống, và sẽ có cái cách để xử lý rất nhiều các cái thông tin, đúng không ạ? Thì trong cái nhóm này ai quan tâm thì chúng ta có thể Zalo 0987732228 để chúng ta tham gia vào cái nhóm. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể vào cái Facebook Ông Già Đầu Tư thì sẽ nhìn nhận được các vấn đề về SD, về David sẽ phân tích và các con sóng thông qua các mức cản, đúng không ạ? Ví dụ hôm nay phân tích Ethereum một đợt tụt giảm sát mốc 150, stop loss ra sao và ETH như thế nào để chúng ta có thể áp dụng. Thì chúng ta vào cái Facebook, thậm chí chúng ta có thể tìm hiểu về giá dầu mà team có phân tích và đưa ra các cái mô hình giá dầu trong tuần tới. Rồi các mô hình về sell Bitcoin tại MT4 Manager chúng ta có thể quản lý và kiểm soát với trong tuần qua, đúng không? Chúng ta đưa ra các cái giải pháp của bán Bitcoin và chúng ta take profit tại các cái vùng, đúng không ạ? Ví dụ đây là khách hàng có đòn bẩy dùng với cái tỷ lệ là bán 15 Bitcoin ra, 10, 12 và 15 Bitcoin. Thì chúng ta có thể vào Facebook, chúng ta có thể vào Zalo hay chúng ta vào nhóm của Ông Già Đầu Tư. Đó. Ví dụ như là Bitcoin chúng ta sẽ có được các cái tỷ lệ phân tích ra sao với các cái mức cản và các cái mốc mà khung thời gian có thể đưa ra với các cái xu hướng bán. Và bây giờ chúng ta sẽ vào các cái tỷ lệ trực tiếp. Thì tôi với SD sẽ đưa ra các cái giải pháp cho chúng ta để tổng quan. Ngoài ra chúng ta có thể tìm hiểu toàn bộ tất cả các thông tin ở trên kênh video Thế Giới Đầu Tư cùng với David, các cái vấn đề về quỹ GFX để chúng ta đầu tư một cách an toàn với sự vận hành. Thứ hai, chúng ta có thể đầu tư Forex, Bitcoin, Ethereum hay bất kỳ một các cái mô hình nào khác để chúng ta có thể sao cho an toàn cái mùa Covid này. Thì chúng ta bắt đầu tổng quan đối với cái thị trường Bitcoin và Ethereum lúc này, crypto. Đầu tiên chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về Bitcoin trong cái mô hình trực tiếp này. Thì theo các cái mô hình và các cái biểu đồ ngắn hạn trong 1 giờ và 4 giờ và 1 ngày, chúng ta có thể lần lượt chia sẻ với nhau. SD có thể nhìn thấy được các cái mốc mà giá đang nằm dưới của Ichimoku, cũng như là đám mây hiện tại đã hình thành ở phía trên, do vậy một xu hướng giảm dần có thể được đưa ra một sự kết luận trong cái việc là các vùng giá của Bitcoin đang được đánh xuống, mà các cái cụ thể của nó là các mô hình mà giá nó sẽ tìm lại ở trong các cái vùng trong quá khứ. Và hiện tại đây là những cái mức cản, các vùng cản mà rất là cứng, với rất nhiều các cái chân nến, rất nhiều các bóng nến mà các vùng này đang test. Nó test được rất nhiều lần ở trong tuần trước, và hiện tại đang có cái mô hình sóng hồi để đưa ra các cái cách để phá cản. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở các cái mô hình với cái mốc giá là 6694, rất nhiều các mức cản và chân nến, thì anh SD, anh có thể thấy được các cái mô hình giá như thế này, liệu nó có chọc thủng qua các cái vùng cản mà rất nhiều các chân nến nó test lên, test xuống như thế này hay không ạ?
Vâng, xin chào mọi người. Thì anh có thể là chuyển sang cái khung thời gian lớn hơn để chúng ta nhìn một cái khung dài hạn, cái xu hướng dài hạn của giá. Đây là chúng ta sẽ nhìn cái khung lớn hơn của giá, tức là các cái mô hình của 4 giờ. Vâng, đây là khung 4 giờ. Thì mọi người có thể thấy được là nến 4 giờ đang sideways trong cái biên rất hẹp. Vâng. Thì ở cái biên này, cái vùng này lực bán xuống rất mạnh. Thì chúng ta thấy trước đấy nhìn rất nhiều nến đỏ. Vâng. Nến đỏ thân dài. Vâng. Tức là cái khối lượng bán xuống rất lớn. Thì đúng chúng rồi. Ta thấy là khả năng là Bitcoin sẽ xuyên qua cái vùng mây Kimoku rất lớn trong cái, vâng. cái khu vực này. Vâng. Vậy thì anh nhìn thấy các mức cản tôi vẽ đúng không ạ? Đây là tại các cái điểm đúng không ạ? Ba điểm cản này nếu trong trường hợp giá mà rơi xuống ở các cái vùng rất là thấp, ở dưới cái vùng mà tôi có thể nói rằng là 6769 đúng không ạ? Thì hoàn toàn nó có thể test về các cái vùng như là 6189 và thậm chí là giá rơi xuống vùng Ikuku thì hoàn toàn có thể về vùng 65 đúng không ạ? Vâng đúng rồi ạ. Thì cái cản này mỗi người sẽ có một cái mô hình để chúng ta vẽ cản và chúng ta nhìn thấy được các điểm để chúng ta thấy được, và mỗi một cái trường phái phân tích thì chúng ta nhìn thấy các mô hình cản, các mô hình giá hầu hết là cho chúng ta đánh xuống trong lúc này. Ngoài ra các cái mô hình dài hạn hơn đó, dài hạn hơn chúng ta xem ở D cùng một ngày, chúng ta sẽ thấy giá hiện tại đang rất là muốn đi vào vùng Ichimoku cũng như là test các mức cản hiện tại của giá. Anh có thể nhìn thấy các cái mốc giá và hiện tại các cái khung dài hơn đúng không? Nó đã vượt qua các cái mức cản của các cái chân lúc này. Anh đánh giá thế nào khi mà các mức cản ở các cái vùng của tôi vẽ trong cái điểm mà vượt qua Ichimoku cũng như là các cái mốc chân như thế này ạ? Vâng, thì đây là cái khung ngày. Thì biểu đồ ở khung ngày này thì chúng ta thấy rõ một điều là thì giá Bitcoin đã test vào cái trend của anh kể là cái trend tăng. Đây là cái trend sóng hồi. Tại vì là chúng ta thấy là cái xu hướng chính của Bitcoin là đang đi xuống. Vâng. Và giá đang hồi lên. Và bây giờ là cái lúc nó đang đâm thủng cái trend hồi. Thì vâng. Cái xu hướng tiếp theo của những cái ngày mai thì chúng ta thấy là khả năng cao là Bitcoin sẽ tiếp tục đi xuống bởi vì nó đã phá vỡ cái cản này rồi, cái trend này rồi. Vâng. Thì ưu tiên của chúng ta là đánh xuống Bitcoin. Ok. Chúng ta lại quay trở lại 4 giờ để chúng ta nhìn thấy được các cái mức cản tạm thời của giá cũng như là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái cách mà chúng ta vận hành một cách phân tích, một cách đơn giản thôi. Vấn đề ở đây là gì ạ? Là chúng ta nhìn thấy cái khía cạnh là phân tích một cách đơn giản để sao cho cái người nào mua Bitcoin hay là bán Bitcoin người ta có một cái nhìn đơn giản nhất. Thứ nhất là tôi có thể nói được là các cái mô hình sóng và các cái test ở các cái điểm như là 5807 này, rồi 5911 này, đây là rất nhiều vùng đã test ở vùng 6179. Nếu trong trường hợp giá mà chúng ta sẽ kẻ được một cái vùng cản này đưa ra cho chúng ta từ cái vùng chân nến đến các cái vùng mà giá đã test như thế này. Đúng không? Vậy trong 4 giờ khi mà giá đã vượt qua cái vùng 7185 này thì hoàn toàn chúng ta đã nhìn thấy đánh rơi ở các vùng 6851. Tuy nhiên giá hiện tại đang sideways ở trong cái vùng của Ichimoku mà giá Ichimoku đã được thắt chặt như thế này. Ngoài ra củng cố bởi RSI trong vùng lúc này nó rơi vào vùng 38, có thể nói là vùng dưới vùng 50 và xuất hiện các cây nến nhỏ li ti ở vùng cản. Và chúng ta nhìn thấy đây là các vùng cản mà nó sẽ đánh thủng cái vùng cản này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem chừng cho cái yếu tố là đánh xuống. Đây chúng ta nhìn thấy hoàn toàn các cái vùng cản đây ạ. Đây là các vùng cản. Đây là các vùng cản li ti. Các cái nến nhỏ li ti này gần như là nó lặp lại. Anh có thấy rằng nếu trong trường hợp giá mà thủng cái này thì hoàn toàn nó có thể test về các cái vùng rất là sâu này hay không ạ? Dạ đúng rồi. Bởi vì khi mà nó cái vùng cản nó đang tích lũy, khi mà nó vượt qua những cái vùng tích lũy như vậy ấy, thì là giá có thể đi rất nhanh về những cái vùng cản dưới. Vâng. Vậy thì khi mà nến mà đi xuống rất nhanh có lực đỡ, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, và hiện tại Italia đưa ra các cái tin tức cơ bản là chính phủ sẽ khuyến khích các vấn đề thanh toán online, thanh toán thông qua các vấn đề về tiền điện tử tại Hàn Quốc, tại Nhật Bản diễn ra các cái vấn đề về khủng hoảng như vậy. Thì các cái nến rút chân này thì anh đánh giá thế nào? Nếu trong trường hợp mà sập xuống, đúng không ạ? Sập xuống rất là nhanh cơ ạ. Khi nó sập xuống rất là nhanh và có những cái chân nến như này, ví dụ có những cú swing nến rất là mạnh, sau đó có một cây nến
đẩy lên, sau đó lại bơm xuống, sau đó đến cây nến này bắt đầu mới chân của nó đã được rút lên, đúng không ạ? Rất nhiều, sau đó đánh lên đánh xuống thì tạo ra các mức cản rất là khó chịu và vững chắc. Thì đây tôi nhìn thấy các cây nến này nó đang tạo ra một cái vùng cản ở các cái vùng như là 6797 này, nó là một trong những vùng cản cực kỳ chắc chắn. Thì liệu nó có đánh xuống không anh? Tôi nghĩ là mấy hôm nay đang là kỳ nghỉ lễ phục sinh của châu Âu và Mỹ, thì đa phần những thị trường đấy là nó chưa kích hoạt những cái lệnh mua bán lớn trong ngày lễ này. Thì thứ hai, khả năng là sẽ có những cái khi mà giá nó vượt qua những cái vùng sideways như này sẽ kích hoạt những cái lệnh chờ bán xuống. Thì tôi làm về thiên hướng xuống là cao cho Bitcoin, bởi vì là khả năng là thứ nhất là giá đã vượt qua cái chân tăng này rồi. Okay. H4 này giá đóng cửa dưới chân tăng. Okay. Và đang dừng ở cái vùng này, vùng tích lũy ở vùng sideways này. Ok. Rồi ok. Vậy thì ai đang đánh xuống ở Remitano hay là ở Binance hay là ở MT4, chúng ta vẫn sẵn sàng đánh xuống, và cái kỳ vọng tiếp theo của giá là sẽ nhắc lại vùng trong quá khứ này. Tôi kỳ vọng rằng short sell ở các vùng trên này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhắc lại ở các cái vùng, ví dụ bán ở vùng 6872, kỳ vọng test ở vùng 66 ăn 200, đúng không ạ? Và vùng 6204. Tôi kỳ vọng trong tuần tới giá đâm thủng vào Ichimoku và nó vượt qua được cái đám mây cũng như là test lại các mức cản mà có thể gì ạ? Trong tương lai gần nó có thể về vùng 4521 nếu trong trường hợp đánh thủng các mức cản cứng thế này. Tuy nhiên 5721 cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải xem xét. 5894 là một điểm cùng xem xét, và nếu có một cây nến sập xuống thì hoàn toàn có thể về vùng 6216, thì đấy là cái mà chúng ta có thể xem xét ở mức Bitcoin. Trong tuần tới thì chúng ta có thể đăng ký cái link của video ở dưới đây để đăng ký mở MT4 Manager để chúng ta có thể giao dịch đánh xuống đối với Bitcoin. Đây là thông tin thứ nhất. Tôi cũng có thể mời mọi người cũng như là SD thông qua Litecoin. Lúc này chúng ta sẽ xem sóng của Litecoin. Thứ nhất, Litecoin cũng đưa ra các cái mô hình của trung hạn đi là 4 giờ với các cái điểm sóng có thể là chạm các mức cản của đám mây Ichimoku, các cái nến nhỏ li ti trong cái kỳ phục sinh này, và người ta thấy dịch bệnh làm nơi trú ẩn an toàn tại cái đồng đô la, do vậy là việc mua bán tiền điện tử cũng như là volume nó đang rất thấp, các cái nến nhỏ li ti báo hiệu cái phe bò và phe gấu nó vẫn đang giằng co nhau. Tuy nhiên tôi có thể nhìn thấy được các mức cản cũng như là các mức hỗ trợ nó rất là vững chắc, giống như là Bitcoin. Vậy ở các cái vùng vùng này đó, anh có nhìn thấy các cái mức cản này là vùng rất là cứng không anh? Đúng rồi. Ok, thế thì tiếp theo nữa, các vùng là vùng 42, vùng 41, vùng 40, 40 và 42 là mức cản cứng với các cái nến như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ xét đến cái đường cản đó. Vậy thì chúng ta nhìn hoàn toàn thấy được cái đường cản của chúng ta là nó đã phá vỡ ở các vùng như là 42.75, thì nó đã đánh sập xuống, nhưng sau đó có một cái doji gần như là inside bar để tạo vùng này, nó đánh lừa rất nhiều. Do vậy là gì, các cái nến nhỏ li ti đang muốn sập xuống Ichimoku. Do vậy là anh đánh giá gì khi mà Litecoin này có thể test ở các cái vùng như là 35 hay là 37, liệu hoàn toàn xảy ra hay không? Theo quan điểm của tôi thì Litecoin thì hơi khó xuống trong cái mô hình này. Bởi okay. vì chúng ta thấy được là ở những cái vùng mà gần đây nhất, cái nến 4 giờ này. Vâng. Anh có thể cho to lên 4 giờ để chúng ta nhìn. Ok. Đấy, thì khi mà chúng ta đều thấy được giá đã xuống, phá chen và đi xuống. Vâng. Thì có một cái nến tăng đi lên và nó tạo ra cái vùng cản. Tức là tạo nến tăng này, xong đi lên, đúng không ạ? Đây ạ. Đi lên luôn và tạo ra một cái vùng hỗ trợ. Okay. Ở ngay ở dưới. Yeah. Thì giá nó đang được hỗ trợ đẩy lên. Đấy. Okay. Thì tôi nghĩ là cái Litecoin này thì nó chưa xuống ngay được và nó vẫn có thể bị đẩy lên một nhịp nữa. Yeah. Vâng. Okay. Rồi. Tiếp theo đi ngon nữa. Dạ. Đấy là cái vùng mà nó có thể đẩy lên một cây doji, bởi vì cây này là inside bar, nó có thể tạo ra mức cản ngay lúc này, đúng không ạ? Và nó đã không thoát qua khỏi vùng cản này, đúng không ạ? Vâng. Ok, vùng 40.64 là cái vùng cản rất là cứng. Đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ
thực hiện các lệnh mua vào ở các cái vùng là gì ạ? 40.47, 37.60 và thậm chí là chúng ta mua ở vùng 42.60 đúng không ạ? Vâng, vùng 42.60 thì chúng ta cũng chưa lên mua bởi vì là giá thì đấy là chưa phải giá tốt. Ok. Tôi thấy được là trước giá đang nằm ở trong cái vùng mây xanh của Ichimoku. Okay. Thì cái hướng tăng đang ưu thế. Chúng ta có thể đợi khi mà giá test lại cái vùng cản dưới. Ok. Mà chúng ta sẽ mua vùng hỗ trợ mà khi mà nến nó chạm lại cái chen, anh có thể kẻ cái chen daily này. Ok, đây là daily mà chúng ta có thể xem được các cái mức cản của nó lúc này, đúng không ạ? Ok. Tức là cái vùng này nó đang test đi test lại, đúng không ạ? Nó đang test đi test lại. Chúng ta có thể nhìn thấy là nó chưa vượt qua được các mức cản, đúng không ạ? Và nó test đi test lại, do vậy nó chạm cản này là có thể bật lên, đúng không ạ? Và giá thường có xu hướng đi về giữa của Bollinger Band và Ichimoku, do vậy vùng 47.57, đúng không ạ? Vâng. Tức là chúng ta chỉ mua bán khi mà nó đã xác nhận dấu hiệu ví dụ như là phá cản. Dạ. Yeah. Ok. Và cái trường hợp của Nikoi này là chúng ta chưa thấy một cái dấu hiệu xác nhận của việc phá chen. Nên là chúng ta không nên bán. Vâng. Bán sớm. Và có thể chờ một cái cơ hội tốt hơn để bán. Ok. Khi giá nó tăng lên. Thế điều gì xảy ra nếu trong trường hợp Bitcoin nó sẽ kéo cả Ethereum và Litecoin đi xuống? Anh đã có đánh giá trong trường hợp nó theo Bitcoin không? Khi mà thị trường coin bị rút vốn hóa, tức là vốn hóa của Bitcoin tụt mạnh, thì tất nhiên là rất nhiều các coin khác bị bán tháo. Ok. Thì trong trường hợp đấy hoàn toàn có thể khi mà Bitcoin bị bán tháo. Wow. Vậy thì Litecoin với cái mức ở 35.06 hay là 44.67 này, nếu trong trường hợp bị bán tháo, chúng ta hoàn toàn cũng có thể đặt ra các cái lệnh mua ở các cái vùng cản này, nó rất là vững chắc. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cái cách nhìn để chúng ta mua Litecoin hoặc bán ra. Nếu bán ra thì chúng ta lựa chọn Bitcoin và Ethereum thì sẽ hay hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua Ethereum. Ethereum đây là trong cái trendline của D, thì tôi có thể vẽ một cái mức cản cứng cho cái vùng này. Đây là 3 điểm, gần như là 3 điểm. Thì cái vùng này thì anh đánh giá thế nào khi giá đã vượt qua cái Ichimoku cũng như là đám mây màu hồng và đang dày, khiến cho các cái nến nhỏ li ti tạo ra một cái vùng sideway và đang dình để trở xuống đối với Ethereum. Anh đánh giá thế nào về Ethereum? Vâng, thì Ethereum đây là khung daily. Ở cái khung ngày này chúng ta thấy được là cái trendline tăng của nó là giá vẫn chưa chạm vào cái trendline. Dạ. Yeah. Còn một cái đoạn nữa để chạm thì chúng ta sẽ chuyển sang khung 4 giờ để nhìn cái khung ngắn hơn. Ok. Trước khi vào cái khung 4 giờ thì anh có thể nhìn thấy cái việc mà nó đâm thủng ở các cái mức cản này. Đây chúng ta đã nhìn thấy mức cản cứng có 4 điểm để chúng ta vẽ một cái mức cản, đúng không ạ? Các vùng này vậy thì giá nó chưa bật lên 1974 và nó cũng chưa xuống ở các vùng 156 này, thì liệu nó sẽ đưa ra là giá về giữa của Ichimoku, tức là vùng 160, 170, 169, 170, 171 như thế này, thì anh đánh giá thế nào đối với khung dài hạn của Ethereum? Tức là anh đang thiên hướng với một cái trường hợp là Ethereum sẽ đi ngang sideway, đúng không ạ? Dạ. Vâng, thì hoàn toàn có thể, bởi vì là ở trong cái khu vực tam giác này, tức là cái tam giác giá nó bị nén vào trong cái góc nhỏ. Dạ. Thì hoàn toàn là nó sẽ đi ngang để chờ một cái cú phá phía trên hoặc phá phía dưới. Dạ. Là hai trường hợp. Ok. Vậy thì trong dài hạn nó vẫn là một cái giằng co giữa phe bò với phe gấu thôi. Và nó được xác nhận bởi đám mây Ichimoku, đám mây dày là cho chúng ta được cái tỷ lệ là giá sẽ đi ngang. Tuy nhiên ấy, là trên mạng ấy, cũng như là các cái thông tin ấy, thì họ đều nói về cái tỷ lệ của Ethereum và Bitcoin đang được gọi là đánh xuống rất là nhiều. Nó được co về cái đám mây và bắt đầu hình thành những cái xu hướng cản. Ví dụ đây là các mức cản mà chúng ta nhìn thấy. Cản nó rất là vững, đó. Nó không chọc thủng lên đám mây Ichimoku cũng như là không chọc thủng cái này thì hoàn toàn nó phải test ở các cái vùng là 121, 118. Đấy là đối với dài hạn, đúng không ạ? Dạ vâng, thì đấy là những cái khu vực mà giá nó đang đi ngang và nó okay. Khi mà chúng ta thấy được là giá nó phá vỡ vùng tam giác thì giá có thể chạy rất là nhanh. Vâng. Thì trong trung hạn thì bây giờ tôi có thể nói với mọi người là
cái vùng giá này chúng ta có thể thấy một cái mức cản rất là cứng đối với các cái vùng nến. Các vùng nến này nó được cụ thể thông qua các cây nến nhỏ li ti tạo ra một cái vùng giá. Vùng giá này được gọi là cản rất là vững chắc. Vậy thì lúc này đây tôi có thể vẽ một cái trend line cũng như là một cái mức cản để chúng ta hiểu được là tại sao nó rất là khó để vượt qua hoặc là vượt qua được, thì hoàn toàn nó có thể gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ lúc này. Đây là tạo 3 điểm, đúng không? Tạo 3 điểm. Thì đây vẫn là một trong những cái mà chúng ta nhìn thấy trong trung hạn, đó là 4 giờ, các cái nến nhỏ li ti báo hiệu một cái xu hướng là gì ạ? Rằng co nhau, nếu giá bật lên trên Ichimoku thì hoàn toàn đẩy lên cái đường cản của màu xanh này, có thể đi lên để nó test cái vùng 172. Tuy nhiên nếu sập dưới Ichimoku và đặc biệt dưới cái mức cản này thì nó sẽ test hoàn toàn về để nó test đi test lại ở các cái vùng 133, 132. Thì anh có đánh giá gì đối với Ether lúc này? Tôi thấy là cái xu hướng chưa rõ ràng, bởi vì cái lực mua bán ở cái vùng giá này nó rất là nhỏ. Thì chúng tôi thấy được là giá đang chuẩn bị test cản. Đúng những cái cản anh vừa kể xong ấy, nhưng là khi mà nó chưa xác nhận cái việc hạ cản này thì nó chưa rõ được cái xu hướng xuống hay là lên, nên là chúng ta phải chờ đợi cái thời điểm thích hợp, chờ đợi cái dấu hiệu phá cản rõ ràng mới bán thì an toàn hơn. Cái vùng của 135, 136 đây, cái vùng này tôi thấy là nếu trong trường hợp như mọi lần tôi theo dõi, đây là một cái vùng rất là cản, rất là cứng này, lên xuống kéo dài dằng dẵng, một cây nến 4 giờ nó rất nhỏ li ti, thì cái việc mà chúng ta mua bán ở vùng này thì thực ra mà nói là nếu trong trường hợp đánh margin, đánh toàn bộ tất cả những cái thị trường theo kiểu đánh xuống đánh lên ấy, thì chúng ta chưa có một cái cú swing. Vậy thì đánh giá thế nào khi mà trong lúc này tình hình dịch bệnh cũng như là tình hình nơi trú ẩn an toàn chính là đồng đô la và giá vàng cũng phải đang lên, vậy thì cái việc mà nó rút tiền khỏi cái tiền điện tử để tìm ra những cái mốc ở vùng 105, 106 này, rất nhiều người đang chờ để mua, liệu nó giá nó có test lại trong quá khứ hay không, thì anh đánh giá thế nào đối với các cái nến 4 giờ như thế này? Vâng, thì lúc nãy chúng ta vừa phân tích cái khung dài hạn là daily, thì chúng ta thấy là cái xu hướng của ETH xuống thì ưu tiên hơn, tức là đang ưu tiên cái hướng đánh xuống. Thì là cái khung trung hạn thì chúng ta thấy là cái giá nó đang chuẩn bị test cái trend này. Những cái trend chưa rõ là việc phá hay không. Vẫn phải chờ cái thời điểm để nó phá. Khi mà nó phá thì chúng ta sẽ thấy được là cái xu hướng xuống rõ ràng hơn. Ok. Vâng, trong hiện tại chúng ta cũng không đủ cơ sở để đánh giá. Đúng rồi. Xuống này hay không. Ok. Tôi thấy rằng là lúc này các mức cản ở các vùng 138, 133, các cái vùng này nó rất là khó, nó rất là giằng co. Tuy nhiên nếu ai đánh margin đánh xuống ấy, thì nó đều phải test qua các mốc là gì để nó vượt qua, để nó nhắc lại các vùng trong quá khứ. Tuy nhiên đối với vật chất, đối với Bitcoin hay Ethereum, thì cái việc mua ở vùng giá đáy, vùng giá thấp là chúng ta cũng hoàn toàn có thể đánh giá để chúng ta có thể theo dõi cũng như là xem xét. Rồi lại tiếp tục qua một cái con gọi là neo, đúng không ạ? Neo này ở khung 4 giờ tôi mới nhìn thấy được rất nhiều các cái mức cản của giá và nó test rất là nhiều một đường thẳng là gồm các cái nhiều điểm, thì giá ở các cái vùng bao, giá ở trong các cái vùng bao test rất nhiều, đúng không? Các cái vùng bao test rất nhiều và nó vẫn đang loanh quanh ở các cái vùng mà chúng ta có thể nhìn thấy là nó chạm các cái mốc cản cái nào lên ngay, cứ chạm các mốc cản nó lên ngay. Thế vậy anh đánh giá gì về cái cặp mà neo này ở một cái xu hướng như thế này ạ? Neo thì chúng ta thấy xu hướng nó rõ hơn ETH, bởi vì là chúng ta thấy ở cái mô hình nến anh cho to lên cái nến này, chúng ta thấy ở mô hình nến gần nhất của nó có những cái nến rút chân đấy, chúng ta thấy có những cái nến đỏ rút chân xuống và có những cái nến đỏ chùm cái nến xanh trước đó. Thì tức là cũng được bán, tức xu hướng bán rất là rõ ràng ở trong cái thời điểm này. Nếu như chúng ta bán xuống thì vẫn có thể ăn một cái đoạn từ cái giá hiện tại đến cái lúc chạm chen. Thì đấy là chúng ta khi mà chúng ta kẻ những cái chen ngắn hạn ra, chúng ta thấy được là giá đã phá vỡ rồi.
Ok. đã cái vùng sideways rồi. Yeah. À, tức là nó test ở các cái vùng 7.14, 7.5 này đúng không ạ? Các cây nến rút chân này, đúng không ạ? Rất nhiều cây nến rút chân, rất nhiều cây nến rút chân thế này mà nó đã lên đúng không ạ? Sau đó nó đẩy lên, nó bơm ngay cái cây nến thứ hai này đúng không ạ? Và bây giờ nó sẽ hoàn toàn có thể, đúng rồi, nó chạm các mốc cản là lập tức là giá sẽ có thể bật lên đối với neo đúng không ạ? Vâng. Ok. Rồi, nhiều người quan tâm và hỏi tôi về XRP đúng không ạ? XRP thì trong tuần qua cũng có những cái xu hướng được đánh giá là rất là tốt sau theo cái mô hình ngắn hạn và dài hạn thì từ vùng 0.13 nó đã lên cái vùng gần như là 0.2. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái giá lúc này tại cái khung mà gọi là khung trung hạn là 4 giờ đi, thì anh đánh giá thế nào khi các cái mô hình nó nến nó xếp như thế này? XRP chân rút rất là nhiều này đúng không ạ? Nó bơm lên sau đó hạ xuống, nhưng có một cây inside bar, cây nến xanh như này bật lên nhưng lại không đánh được, bởi vì thị trường tiền điện tử hiện tại cái vốn hóa nó đang đang rất là được đẩy ra đúng không ạ? Và nó tìm các nơi trú ẩn an toàn khác đối với lại cái thị trường này, cho nên là bị đánh xuống. Anh đánh giá thế nào về XRP lúc này? Tôi thấy thì với cái mô hình đến hiện tại ở 4 giờ như này thì XRP đang xu hướng tiếp tục đi xuống để vậy, test lại cái đáy của cái cây inside bar mà anh vừa nói. Vâng, test lại cái vùng này đúng không ạ? Vâng, thì cái vùng đấy là cái vùng hỗ trợ tạm thời. Vâng. Thì chắc chắn là giá sẽ test lại cái vùng đấy. Ok. Khi giá test vùng này tức là nó đánh thủng ở các vùng 17, 16 này, đó 17 0.17, và nó đang ở các cái vùng test đi test lại ở cái vùng rất là cứng này, các cái nến nhỏ li ti thế này, đúng không ạ? Và chúng ta xem ở dài hạn đối với mô hình D xem sao. Anh có thể thấy được các mức cản của mô hình D. Chúng ta đã nhìn thấy đúng không ạ? Thấy rõ, rất là rõ. Và giá đã phá trên và đã test lại và đi xuống, tiếp tục đi xuống. Okay. Thì trong cái xu hướng dài hạn, Ripple sẽ ưu tiên cái xu hướng xuống nhiều hơn. Ok. Trong mô hình daily như này. Ok. Vậy thì trong tuần tới thì hiện tại crypto không cứ là phải đánh ở các sàn Binance, chúng ta có thể đánh ở trong cái FX để chúng ta có thể nghiên cứu về giá vàng hay là giá của Euro hay bảng Anh, thì trong các video tới đây thì chúng tôi sẽ phân tích rất nhiều. Chúng ta sẽ có những cơ hội đối với giá vàng trong lúc này khi mà test đỉnh ở vùng 1703, và trong tuần tới sẽ rất nhiều các cơ hội đối với vàng. Ngoài đánh crypto, Bitcoin, Ethereum, chúng ta có những cái mô hình chữ cũng như là chúng ta có thể lướt sóng của vàng hay là Euro hay bảng Anh. Thì trên đây là tôi và SD sẽ thường xuyên sẽ làm những cái video như thế này để chúng ta có thể có được cái cách để chúng ta nhìn nhận cái thị trường. Thì mọi thông tin chúng ta có thể đăng ký ở Zipix với một cái quỹ để chúng ta giao dịch, hoặc là chúng ta có thể mở các cái link mà tự giao dịch, hoặc là chúng ta có cái sự hỗ trợ. Trong nhóm thì chúng ta có ở các cái Zalo hay là nhóm của ông già đầu tư ở trong các cái mô hình trong Facebook như thế này. Thì hy vọng rằng là mọi người có được cái tổng quan và các cái thông tin của Facebook, sau đó chat Zalo cùng với lại ekip chúng tôi để đưa ra các cái nhìn nhận về sóng cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta đầu tư gì trong cái lúc này. Hoàn toàn có thể xuất phát với những cái số vốn nó rất là nhỏ, chúng ta test và đánh cái khối lượng nhỏ, sau đó chúng ta nâng cái vốn lên để làm sao chúng ta an toàn, với mong muốn đưa ra các cái nhìn một cách đơn giản nhất cũng như là đưa ra các cái cách để chúng ta vận dụng các cái mô hình giá đơn giản, dễ hiểu và đặc biệt là chính xác, thì chúng ta có thể an tâm đối với cái ekip của người tôi team của GFX tư vấn cho mọi người. Thế một lần nữa thì cảm ơn anh SD, và hẹn ở các cái bản tin tiếp theo tôi với anh sẽ phân tích một cách đùng đỉnh nhất để làm sao đưa ra cho mọi người cái mô hình làm thế nào để đánh lên, đánh xuống, đánh margin nó an toàn với tỷ lệ cắt lỗ, chốt lời nó rất là rõ ràng, được và thắng và thua, và đưa ra các giải pháp để chúng ta quản trị vốn. Cảm ơn anh SD ạ. Vâng, xin chào anh, chào mọi người.